bạn hãy trì hoãn, hãy xem ngay video này. Thôi đau đầu quá, để mai làm, giờ cày phim cái đã. Nghe quen thuộc lắm đúng không các bạn? Hãy thử nhớ lại nhé, đã bao nhiêu lần bạn đối mặt với một công việc được giao hoặc một mục tiêu khó nhằn khiến bạn vò đầu bứt tai và rồi phải thốt ra một câu: thôi, mai tính. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng để mai làm. Hãy cởi mở vì tôi không ở đây để đánh giá bạn và đây không chỉ là vấn đề của riêng bạn đâu. Có một tin vui cho bạn, bạn không hề lười như những gì bạn tự nghĩ về mình hay người xung quanh đánh giá về bạn. Tuy nhiên vấn đề của bạn phức tạp hơn thế một chút đấy. Tin vui thứ hai dành cho bạn đó là, ở đây, chính video này tôi sẽ giúp bạn gọi tên vấn đề của mình, căn nguyên của nó và cách khắc phục nó thật triệt để. Đầu tiên, hãy cùng nhau trả lời câu hỏi, trì hoãn là gì? Nó đến từ đâu? Như tôi đã nói với bạn ở trên, trì hoãn hoàn toàn không phải là lười biếng. Tin tôi đi, tôi không hề an ủi bạn mà đó là sự thật. Trì hoãn nói một cách đơn giản là cố ý cho phép bản thân kéo dài thời gian thực hiện một việc gì đó. Điều này làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện và chất lượng công việc. Đến đây, tôi sẽ giải thích cho bạn sự khác biệt cơ bản giữa trì hoãn và lười biếng nhé. Trì hoãn khác với lười biếng ở chỗ, lười biếng là khi bạn đã biết rõ về những thuận lợi và khó khăn của công việc rồi nhưng vẫn quyết định không làm. Ngay cả khi công việc đó không có bất cứ cản trở gì bạn vẫn quyết định không làm. Còn một người gặp vấn đề với việc trì hoãn thì sao? Nếu như công việc đó không có bất cứ cản trở lớn nào liên quan đến những vấn đề tôi sắp đề cập tới đây thì họ sẽ không do dự mà thực hiện ngay và luôn. Tuy nhiên những người này họ lại gặp các rào cản nhất định nên mới ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Ai cũng nói, chuyện hôm nay chớ để ngày mai, biết là thế nhưng phải hiểu rõ vấn đề của mình nằm ở đâu, từ đó mới có thể tháo gỡ mà bắt tay vào công việc được. Vậy những rào cản đó là gì? Không để bạn đợi lâu nữa, tôi sẽ liệt kê cho bạn những rào cản và cách khắc phục ngay đây. Đầu tiên, rào cản về tâm lý. Một trong những lý do lớn dẫn đến việc trì hoãn là sự lo sợ hay tưởng tượng quá mức về kết quả công việc. Cụ thể bạn lo sợ mình sẽ hoàn thành công việc này không tốt vì vốn dĩ đây không phải thế mạnh của bạn hoặc bạn đã từng thất bại trong công việc tương tự trước đây. Bạn sợ bị cấp trên chỉ trích, phê bình. Dù nghĩ về tương lai như vậy nhưng bạn lại không thể cố gắng thực hiện được vì chỉ cần nghĩ tới là bạn lại lo sợ gây nên cảm giác chán nản. Nhụt chí rồi hết lần này đến lần khác lặp lại câu để mai, dần dần bạn tự mài mòn đi lòng tự tôn của chính mình. Tự đánh giá thấp bản thân mình để rồi sinh ra stress, mệt mỏi lại càng mệt mỏi mà thôi. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần phân tích nỗi sợ của mình, tự hỏi bản thân vì sao bạn lại có những nỗi sợ như vậy. Sau đó, hãy tự động viên chính mình, nhìn nhận khách quan mọi chuyện. Hoặc bạn có thể thực hiện những bài tập có ích cho sức khỏe tâm lý ví dụ như học thiền. Thiền sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn và tập trung vào hiện tại thay vì lo lắng quá nhiều về những điều chưa xảy ra. Thứ hai, đánh giá sai về mức độ phức tạp của công việc. Một lý do khác dẫn đến sự trì hoãn là việc bạn đánh giá sai mức độ phức tạp hoặc là tiến độ cần hoàn thành của công việc được giao. Ví dụ, bạn nhận được một dự án yêu cầu phải hoàn tất trong 10 ngày chẳng hạn mà khi tìm hiểu bạn tự mặc định trong đầu rằng ui, dễ thôi, từ đây tới lúc cần hoàn thành nó còn những 10 hôm nữa cơ. Vậy thì hôm nay mình ưu tiên làm công việc khác trước đã nào. Đinh ninh như vậy để rồi bạn ngâm dự án đó đến tận ngày thứ 5 tức là một nửa thời hạn bạn được cho để thực hiện công việc. Khi bước vào thực tế công việc trong ngày hôm đó bạn mới ngã ngửa khi nó chẳng hề đơn giản như bạn nghĩ. Quá nhiều số liệu và nghiên cứu mà bạn cần chuẩn bị và thực hiện, lúc này bạn vắt chân lên cổ chạy việc trong nỗi lo sợ ngập tràn. Cuối cùng, hoàn thành công việc thì may mắn nhưng bạn vẫn sẽ hình thành một nỗi sợ với công việc tương tự về sau này. Còn nếu đen đủi, bạn không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì đúng là tiêu đời với sếp rồi. Vì vậy, đừng chủ quan, bạn cần cẩn thận phân tích và đánh giá công việc của mình, việc này so với năng lực của bạn thì thế nào. Thuận lợi ở đâu, khó khăn ở đâu, tuyệt đối từng qua loa mà cần phải viết ra một cách cẩn thận. Thứ ba, chưa biết cách tạo lập thói quen tốt và việc lên kế hoạch không khoa học. Bên cạnh đó thói quen quản lý tốt thời gian là vô cùng cần thiết, bạn cần phải học cách lên kế hoạch một cách chi tiết và tỉ mỉ. Đối với một người có tính trì hoãn thì thói quen này lại càng quan trọng gấp nhiều lần. Hãy tạo cho mình một thời gian biểu làm sao cho khoa học và phù hợp với bản thân nhất. Giờ nào làm việc đó, đã làm thì chỉ tập trung vào việc đang làm thôi, không ôm đồm, không lơ đãng. Muốn như vậy bạn cần phải nghiên cứu về thói quen sinh hoạt và làm việc của mình bằng cách tự quan sát. Bạn phải nhớ rằng những thói quen tốt sẽ giúp bạn rất nhiều trong công việc. Ví dụ như thói quen tập trung vào công việc là một thói quen rất đáng để luyện tập. Hãy tưởng tượng bạn cần phải thiết kế một dự án của công ty mà hết Facebook rồi Instagram gửi thông báo tin nhắn, trong khi bạn thì sẵn đã là người thiếu tập trung. Lúc này bạn sẽ phải phân chia sự tập trung của mình vào nhiều thứ cùng một lúc. Cuối cùng chẳng có cái gì bạn làm là đạt chất lượng và hiệu suất cao cả. Bên cạnh đó, việc lên kế hoạch không khoa học có thể khiến thời gian biểu của bạn lệch theo hướng đi sai lầm và bạn sẽ mất kiểm soát trong cuộc sống của mình. Sự trì hoãn chỉ có tăng không có giảm. Nếu bạn đã trì hoãn trong quá khứ thì hiện tại và tương lai cũng sẽ như vậy nếu bạn không thay đổi bằng cách lên một kế hoạch cụ thể cho chính mình ngay từ hôm nay. Trì hoãn là một căn bệnh kinh niên của con người hiện đại. Sau những gì tôi vừa chia sẻ, hy vọng bạn đã có một góc nhìn khách quan hơn về sự trì hoãn để có thể thông cảm cho khó khăn của chính mình, của những người có chung một vấn đề với bạn. Hãy vượt lên sự tự ti, tự trách và thực hiện những cách trên. Nó chắc chắn sẽ giúp bạn loại bỏ hoàn toàn căn bệnh này khỏi cuộc sống của bạn một cách triệt để.